xuất hiện trên thị trường từ những năm 2002, trải qua gần 20 năm với đầy những cạnh tranh khốc liệt. Đến nay, laptop TCC tự tin là nơi mang đến cho quý khách hàng những mẫu laptop cũ chất lượng phục vụ cho công việc, đặc biệt những dòng laptop sách tay của các hãng Dell, HP, Lenovo ThinkPad, các dòng laptop gaming, business, workstation tốt nhất trên thị trường. Laptop TCC có trụ sở chính tại số 101 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cách mặt đường Giải Phóng 300m. Năm 2018, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng, laptop TCC đã khai trương chi nhánh 2 tại số 257 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, cách mặt đường Phạm Văn Đồng 50m tính theo hướng từ cầu vượt Mai Dịch lên Hoàng Quốc Việt. Quý khách có thể qua một trong hai cơ sở để trải nghiệm tất cả các dịch vụ của TCC. Hiểu được tâm lý khách hàng khi mua đồ điện tử, nhất là hàng đã qua sử dụng, sẽ rất khó để lựa chọn một nơi uy tín, chất lượng giữa vô vàn các cửa hàng laptop. Laptop TCC luôn nỗ lực từng ngày để hoàn thiện chất lượng sản phẩm bán ra, hoàn thiện cung cách dịch vụ, hoàn thiện chế độ bảo hành sau bán. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều qua 15 bước kiểm định kỹ càng để đảm bảo đạt được chất lượng ổn định nhất, tốt nhất. Ngoài ra, trong gần 20 năm hoạt động, TCC luôn duy trì cài win, vệ sinh, trà kèo tản nhiệt và gần đây là cân màu màn hình miễn phí cho tất cả các khách hàng. Kể cả không mua máy tại TCC, quý khách vẫn có thể mang máy qua để được phục vụ miễn phí. Đối với khách hàng ở xa, không thể trải nghiệm trực tiếp máy, TCC đã có một đội ngũ chuyên viên tư vấn 24/7 giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật viên sẵn sàng hỗ trợ tất cả các khách hàng xử lý các sự cố về máy cũng như phần mềm trực tiếp qua video call, qua TeamViewer. Laptop TCC cam kết với khách hàng. Quy trình đóng hàng gửi đến quý khách được kiểm định nghiêm ngặt. Máy cũ tại laptop TCC bán ra được bảo hành 12 tháng phần cứng. Phần mềm hỗ trợ trọn đời, cài đặt, vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí. Máy cũ bán ra đều đạt hình thức trên 90%. Quý khách khi đến mua máy tại công ty sẽ được mở máy kiểm tra tại chỗ. 100% máy tại laptop TCC đều là hàng sách tay tại các nước như Mỹ, Nhật, Úc, khối EU. 100% máy bán ra tại laptop TCC đều nguyên bản chưa qua sửa chữa. Hoàn 100% tiền nếu máy có lỗi trong 15 ngày đầu sử dụng. Quý khách được đổi máy hoàn toàn miễn phí trong 15 ngày đầu tiên với bất kỳ lý do gì. Khi mua máy, quý khách sẽ nhận được bộ combo quà tặng bao gồm sạc chính hãng theo máy, ba lô laptop hoặc túi sách, túi chống sốc đựng laptop, chuột không dây chính hãng, bộ vệ sinh laptop và bàn di chuột. TCC miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và có hình thức mua hàng online ship code toàn quốc. Quý khách có thể truy cập phần đánh giá trên fanpage của những khách hàng đã từng mua laptop tại TCC để có cái nhìn tổng quát hơn về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ của công ty. Sự khác biệt của laptop TCC chính là chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ mọi tâm tư và nguyện vọng của khách hàng. Vì chúng tôi hiểu được rằng giá trị cốt lõi của sự phát triển đó chính là niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và được đào tạo chuyên môn sâu từ khâu bán hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hành và marketing, chúng tôi tin rằng tại nơi đây sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.